Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông có nên tin vào lời hứa của Trung Quốc hay không. Vào ngày 1 tháng 2, luật cảnh sát biển của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gọi tắt là luật hải cảnh mới, chính thức có hiệu lực. Trong đó quy định thẩm quyền cho phép sử dụng vũ khí đối với lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Điều này cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên thế giới. Nội dung cụ thể quy định trong điều 22 của luật hải cảnh Trung Quốc mới viết như sau. Khi chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc bị các cá nhân tổ chức nước ngoài xâm phạm phi pháp hoặc khi đối diện với mối nguy cấp bị xâm phạm phi pháp, theo luật này, các luật liên quan khác, lực lượng hải cảnh có quyền áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí để chặn đứng hành vi xâm phạm và loại trừ mối nguy. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Như vậy, tàu tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc có thể sử dụng vũ khí nhắm vào các tàu nước ngoài, bao gồm tàu ngầm của Mỹ hoặc tàu tuần tra của các lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chẳng hạn. Điều này dẫn đến lo ngại về khả năng phát sinh xung đột vũ trang trên biển. Việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc có thể sử dụng vũ khí tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc có thể xem là tương ứng với tiêu chuẩn sử dụng vũ khí của thế giới. Tuy nhiên, các điều khoản liên quan của luật này lại không xác định rõ ràng đâu là khu vực thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Đây chính là sự vi phạm pháp luật quốc tế. Và dựa trên các tuyên bố của Trung Quốc thì ta có thể thấy rằng Bắc Kinh tuyên bố quyền tài phán với 3 triệu km vuông không gian biển thường được gọi là lãnh thổ quốc gia xanh của Trung Quốc. Khu vực này bao gồm vịnh Bột Hải, một phần lớn của Hoàng Hải, biển Hoa Đông đến tận vùng biển phía đông của vùng lõm Okinawa, bao gồm các vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản và tất cả các vùng nước trong đường 9 đoạn ở Biển Đông, mà trong đó có rất nhiều quần đảo, hòn đảo có quân đội Việt Nam đang đóng giữ. Theo tính toán riêng của Bắc Kinh, hơn một nửa không gian này đang bị các nước khác tranh chấp. Dựa trên các điều khoản của luật hải cảnh mới của Trung Quốc, chúng ta sẽ dự đoán được rất nhiều điều. Ở Biển Đông, bất kỳ tàu đánh cá, khảo sát hoặc nghiên cứu nào của nước ngoài bị phát hiện hoạt động ở bất kỳ đâu trong đường 9 đoạn, cảnh sát biển Trung Quốc sẽ được phép lên tàu và kiểm tra theo điều số 18. Nếu từ chối tuân thủ, nhân viên vũ trang sẽ lên tàu để buộc họ phải làm như vậy, được quy định ở điều thứ 47. Và cái này không loại trừ các tàu thuyền của Việt Nam cũng như tàu cảnh sát biển Việt Nam nằm trong số đó. Đây là hình ảnh tàu cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa vào hôm 29 tháng 5. Cảnh sát biển Trung Quốc sẽ cử các đơn vị tháo dỡ các công trình trên mọi địa hình đất do Việt Nam, Philippines, Malaysia đang kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, theo điều số 20. Ở biển Hoa Đông, lực lượng cảnh sát biển sẽ đi đến quần đảo Senkaku, Điếu Ngư và trục xuất mọi tàu của Nhật Bản mà họ bắt gặp. Đây là theo điều số 17. Ở Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Đông, lực lượng cảnh sát biển sẽ truy đuổi các nhóm tàu do thám của Hải quân Mỹ và các tàu khảo sát thủy văn vì tiến hành các hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, được chiếu theo điều số 21. Và Trung Quốc đã hứa hẹn với Philippines điều gì? Nếu nhiều quốc gia đã tỏ ra lo ngại trước động thái này của Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines đã từng tuyên bố đây là hành động đe dọa chiến tranh của Bắc Kinh. Thế nhưng, đại sứ Philippines tại Trung Quốc Joseph Romana mới đây cho biết phía Trung Quốc khẳng định rằng luật hải cảnh mới sẽ không áp dụng với Philippines. Và ngay lập tức thông tin cho biết liệu có thể tin được vào những lời hứa như vậy của Trung Quốc hay không. Nhiều chuyên gia trên thế giới đã tỏ ý nghi ngờ về những lời hứa hẹn của Trung Quốc đối với thế giới. Khi Trung Quốc bắt đầu 3 ngày tập trận ở Vịnh Bắc Bộ trên Biển Đông vào hồi tháng 1 năm 2021, một số nhà quan sát dự đoán rằng Bắc Kinh đang thử phản ứng của chính quyền Biden. Cùng với các hoạt động tập trận, Bắc Kinh đưa ra những lời lẽ cứng rắn, ví dụ như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định rằng tập trận là biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Đây là hình ảnh Tổng thống Philippines Duterte bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào hôm 25 tháng 4 năm 2019. Ngay cả trong bối cảnh đó, quan điểm chính thức của Trung Quốc vẫn là cam kết thực hiện giải pháp hòa bình trong vấn đề Biển Đông.
những lời lẽ mà Trung Quốc sử dụng ở những thời điểm khác nhau đã tạo ra một sự tương phản hết sức đáng chú ý. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2020, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc không tìm cách trở thành cường quốc biển và nước này đối xử bình đẳng với các nước láng giềng và thực hiện kiềm chế tối đa. Vậy nên, hiểu những thông điệp hỗn độn này của Bắc Kinh như thế nào? Hầu hết các chuyên gia về Trung Quốc cho rằng những phát ngôn đó thể hiện ý định của Trung Quốc hoặc ít nhất là trong mong muốn của nước này. Tuy nhiên, tuyên bố nào thể hiện đúng quan điểm của Trung Quốc là câu hỏi được đặt ra. Các chuyên gia cần đánh giá nội dung và tính đặc thù trong các tuyên bố của Trung Quốc. Bên cạnh lập trường của tác giả tuyên bố đó hoặc người phát ngôn có liên quan. Các bài phát biểu của giới chức Trung Quốc về Biển Đông có thể được chia thành những bài mang tính hợp tác và những bài mang tính cạnh tranh trên Biển Đông. Chủ điểm hợp tác có hai danh mục gồm hợp tác và giải pháp chính trị. Chủ điểm cạnh tranh đã có 5 danh mục, bao gồm chủ quyền, quân sự, tự do, căng thẳng và của các nước xung quanh khu vực với Mỹ. Và xem xét tất cả các bài phát biểu công khai của các ủy viên Bộ Chính trị thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khóa năm 2013 cho đến năm 2018, có thể thấy đặc điểm rõ nét trong thời kỳ này là trong các tuyên bố công khai về Biển Đông, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng nhiều điểm và nhiều diễn ngôn mang tính hợp tác nhiều hơn so với diễn ngôn mang tính cạnh tranh. Đây có thể là tín hiệu tích cực cho ổn định khu vực khi Bắc Kinh có vẻ mong muốn sẵn sàng thỏa hiệp với các bên tranh chấp khác. Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc diễn giải từ ý phát ngôn là không phải tất cả các tuyên bố của lãnh đạo đều có trọng lượng như nhau vì cần phải giải xem xét quyền lực cá nhân, trách nhiệm giải trình và uy tín tính trung thực của. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông. Điều này có nghĩa là những tuyên bố của ông Tập Cận Bình được xem là có nhiều quyền lực hơn và có thẩm quyền cá nhân cao hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào thời hậu Mao, sẽ đứng hàng đầu. Tin xấu là trong những tuyên bố mang tính cạnh tranh, các tuyên bố của ông Tập Cận Bình chiếm tới 42,7%, dù ông chỉ là một trong 39 nhà lãnh đạo trong giai đoạn này. Có nhiều lý do không nên xem xét các tuyên bố mang tính hợp tác của ông Tập Cận Bình với ông có tiếng là thiếu trung thực. Vào tháng 9 năm 2015, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Tập Cận Bình hứa sẽ không quân sự hóa các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã và đang xây dựng ở Biển Đông. Ông Tập Cận Bình tuyên bố như sau: các hoạt động xây dựng liên quan mà Trung Quốc đang thực hiện không nhằm mục đích, mục tiêu hoặc tác động đến bất kỳ nước nào và Trung Quốc cũng không có ý định theo đuổi quân sự hóa. Dù ngôn từ ở thời điểm đó được coi là mới nhưng cam kết vẫn chưa rõ ràng. Sau đó, ông Tập Cận Bình không hứa sẽ ngừng lạo vét, tôn tạo đảo hoặc các hoạt động trong khu vực, cũng không nói rõ quân sự hóa nghĩa là gì. Vào tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khi đó là Joseph cho rằng Trung Quốc rõ ràng đã phớt lờ cam kết đó. Minh chứng là đường băng dài khoảng 3.000 mét, cơ sở lưu trữ đạn dược, triển khai thường xuyên các khả năng phòng thủ tên lửa, năng lực hàng không trên các đảo. Và sự thật là Trung Quốc đã quân sự hóa các đảo này để thiết lập quyền kiểm soát các đảo và vùng biển ở xung quanh nó, trong đó có rất nhiều đảo của Việt Nam, nơi quân đội nhân dân Việt Nam đang đóng giữ. Ngay cả đối với Philippines, vào năm 2016 khi Duterte sang thăm Trung Quốc, ông Tập Cận Bình hứa sẽ đầu tư cho Philippines vay 24 tỷ đô la. Tuy nhiên, thực tế thì số tiền đầu tư cho Philippines vay rất ít ỏi so với lời hứa ban đầu. Còn đối với Việt Nam thì sao? Câu hỏi cũng được đặt ra với nhà cầm quyền tại Hà Nội. Trung Quốc cũng luôn đưa ra các lời hứa tốt đẹp đối với Việt Nam và thực tế nhiều lần Việt Nam nếm cay đắng từ các lời hứa của lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hình ảnh vào năm ngoái khi giàn khoan Repsol bị buộc phải rời đi dưới áp lực của Trung Quốc khiến Việt Nam phải bồi thường tới 1 tỷ đô la cho doanh nghiệp nước ngoài này. Vào năm 2011, khi mới đắc cử Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến sang thăm Trung Quốc với hai bên và đã ký kết thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết tranh chấp trên biển. Hai bên còn thiết lập đường dây nóng để giải quyết các bất đồng trên biển. Thế nhưng, vào năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép một giàn khoan khổng lồ vào ngay vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các nỗ lực tiếp xúc ngoại giao của Việt Nam để giải quyết vấn đề này đều không thành công. Đường dây nóng để giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai bên bị ngoài vùng phủ sóng. Còn thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản để giải quyết các tranh chấp trên biển chỉ coi như tờ giấy lộn. Mới đây, trong một bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân Việt Nam,
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba viết rằng trong thời gian tới, hai nước cần phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp, tăng cường đoàn kết và hợp tác hơn nữa. Việc không ngừng làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước. Hai bên cần tăng cường hợp tác cùng có lợi, đoàn kết phát triển, kiên trì theo đuổi chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, đẩy nhanh hợp tác kết nối giữa sáng kiến vành đai và con đường với chiến lược hai hành lang, một vành đai, thúc đẩy hợp tác thiết thực giai đoạn hậu COVID-19 và trên các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghệ cao, thương mại điện tử, y tế, công cộng, v.v. Hai nước cũng cần kiên trì đối thoại với hiệp thương, duy trì ổn định ở khu vực. Hòa bình, ổn định là tiền đề cho sự phát triển thịnh vượng, là hai nước láng giềng, khó tránh khỏi những lúc bất đồng. Hai bên cũng cần nghiêm túc thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo đảng hai nước để giải quyết ổn thỏa bất đồng thông qua hiệp thương hữu nghị để duy trì đại cục phát triển và hợp tác hai nước. Đó là những lời lẽ mà vị đại sứ Trung Quốc này đã chia sẻ. Tuy nhiên, thiết nghĩ, liệu có ai tin vào những lời lẽ của những kẻ mà thế giới gọi là sói đội lốt cừu này được nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 với bản tin Biển Đông có nên tin vào lời hứa của Trung Quốc hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. We'll be right back.